Để ủng hộ mình, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo mỗi khi mình up video mới nhất. Ok, hello hello, xin chào anh em bà con cô bác nha. Chào anh em bà con cô bác đã đến với channel của mình, thì mình là Boss Game TV nha bà con ơi. Thì cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm top 5 cái vị tướng xạ thủ ở đây mà có cái thời gian giết Ca Sa Bạo Chúa nhanh nhất ở cái mùa này nha bà con ấy. Ok, ngày hôm nay sẽ là cái ý tưởng top 5 vị tướng xạ thủ mà giết Ca Sa nhanh nhất theo yêu cầu ý tưởng của anh em bà con cô bác. Anh em có yêu cầu ý tưởng gì mới thì nhớ comment bình luận bên dưới cho mình làm luôn nha. Thì đứng được ở vị trí top 5 của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Van Helsing nha bà con ấy. Van Hen, đấy Van Helsing bà con ơi. Thì để coi cái thời gian của anh chàng sử dụng cái súng lục và những cái chiếc phi tiêu này, vừa có skin siêu độc, siêu lạ, siêu đẹp luôn bà con ơi. Thì để coi cái thời gian nó giết bạo chúa sẽ như thế nào nha. Cùng mình coi cái thời gian mà nó giết Ca Sa Bạo Chúa sẽ mấy giây thời gian nha bà con ơi. Anh em bà con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này luôn giúp mình nha. Còn bây giờ thì để coi cái thời gian của Van Hen sẽ mấy giây thời gian khi giết được Ca Sa Bạo Chúa đấy bà con ơi. Đấy, bem 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 ngay vào luôn bà con à. Top 5 đó nha, chú hai của tôi ở top 5 bà con ơi. Thì để coi mỗi cái phát nhát phóng là vừa có sát thương phép, sát thương hỗn hợp mà bà con ơi. Sát thương phép, sát thương chí mạng rồi tầm lâm hết chân bà con à. Nửa cây máu là 15 giây thời gian nha. Ok phát đó. Đây 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 đây. Ok, với 25 giây thời gian đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ của mình khi giết Ca Sa Bạo Chúa nha bà con ơi. Với cái lượng thời gian như vậy thì Van Hen khá là xứng đáng khi đứng ở vị trí top 5 của chúng ta ngày hôm nay nha bà con ơi. Một vị tướng xạ thủ với những chiếc phi tiêu màu của mình. Ok, anh ta phóng rất là chuẩn nha bà con ơi. Với 25 giây thời gian thôi đã hoàn thành rồi. Không biết ở cái vị trí tiếp theo sẽ là ai đây em ơi. Ok ngon, tiếp theo ở vị trí top 4 của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Slam nha bà con ơi. Con thỏ cắn cỏ nha bà con. Ok thì để coi nó sẽ giết Ca Sa Bạo Chúa trong vòng mấy giây thời gian nha anh em ơi. Con thỏ này anh em đem vào đi ở đây hoặc là đi gần cũng rất là tuyệt vời nha. Trời ơi nó phóng, phải nói là nó phóng lao mà chỉ là nó không tung được cái combo như mọi lần là chiêu 2 và phóng thôi bà con ơi. Chiêu 2 và chiêu 1 kết hợp thôi, nó không còn là như vậy nữa. Ngày xưa chơi cái combo đó là luôn auto trúng đó bà con ơi. Nhảy chiêu 2 cái phóng chiêu 1 là auto trúng, bây giờ là nó fit cái đó rồi bà con à. Ok còn bây giờ thì để coi cái thời gian của con thỏ tốc đánh, phải nói là sát thương chuẩn cao nhất trong liên quân của ở đây. Thì để coi giết con Ca Sa Bạo Chúa sẽ mấy giây thời gian nha. Ok con thỏ cắn cỏ này nhờ cái mùa gần đây quá là mạnh luôn á. Cái mùa gần đây của con thỏ cắn cỏ này là siêu siêu siêu, siêu mạnh luôn rồi con à. Ok phóng 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 phóng. Ca Sa Bạo Chúa mày vào tới ai dữ vậy, mày cào tới ai dữ vậy Bạo Chúa à. Đấy mày cào tới ai dữ vậy. Rồi ơi mày cào lại tao không, mày cào lại tao không, mày cào tới ai dữ vậy. Nửa cái máu 10 giây thời gian nha bà con ơi. Quá là tuyệt vời dành cho con đỏ cắn cỏ của chúng ta. Giết luôn, giết luôn, giết luôn. Với 21 giây thời gian thôi thì thỏ cắn cỏ của chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ khi đứng được ở cái vị trí top 4 này bà, nha bà con ơi. Vậy quá tuyệt vời luôn, 21 giây thời gian luôn nha anh em ơi. Đấy con thỏ của chúng ta với số 21 đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ khi giết bạo chúa Ca Sa. Đấy quá là tuyệt vời, hai vị tướng xạ thủ đầu tiên đã lộ diện. Ok, tiếp theo ở vị trí top 3 của chúng ta ngày hôm nay là một vị tướng xạ thủ phải nói là đời đầu của Liên Quân Mobile luôn, Phoenix nha anh em ơi. Thì để coi chú sóc Phoenix này của chúng ta để coi vì sao mà có thể đứng được ở cái vị trí top 3 này nha. Giết Ca Sa Bạo Chúa tà thằng thì cái vị tướng này phải nói là dĩ nhiên rồi đúng không? Ở sát thương ngày xưa của nó là sốc đam cực kỳ luôn, một cái vị tướng từng nằm trong đá quý mà bà con. Đúng rồi anh em. Đấy anh em có theo dõi những cái giai đoạn đầu từ đầu game tới giờ luôn á, từ đầu thế hệ đầu game luôn á thì con này khá là hot ha. Đấy giờ bán trong đá quý luôn anh em à. Thì để coi giết Ca Sa Bạo Chúa trong vòng mấy giây nha. Đem vào cái vị tướng này đi gần khỏi sợ con ma nào bắt hết bà con à. Farm gừng phải nói là cấp tốc trong liên quân luôn á. Farm gừng nhanh nhất trong liên quân luôn mà. Ok bem dục chiêu cuối, quăng chiêu 1, chiêu 2 lướt vào, bật cung tà ma lên bắn. Ở cây máu là 8 giây thời gian nha, quá VIP. Ok, khi giết được Ca Sa Bạo Chúa sẽ mấy giây thời gian đây. Trời ơi trời, 20 giây nha bà con ơi, với cái lượng thời gian chỉ hơn 1 giây đối với top 4 thôi thì cũng đã đủ dành top rồi đúng không bà con? Đấy, cũng đã đủ dành top dành cho top 3 của chúng ta khi đứng ở cái vị trí này đó chính là Phoenix nha. Trời ơi, chỉ với 20 giây thời gian thôi đã có thể đồ sát được con tà thằng là quá hot rồi.
Không biết tiếp theo sẽ là ai đây. Ok, tiếp theo ở vị trí top 2 áo quân của chúng ta ngày hôm nay đó chính là Elsu, một anh chàng phải nói là để tôi lo được trong game luôn luôn gặp bà con là Elsu nha. Top 2 áo quân để coi như nào. Để xem anh chàng tôi lo được này ở áo quân top 2 để coi bắn con ca sa này trong vòng mấy giây thời gian nha bà con ơi. Anh em bà con cô bác đang xem video nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này luôn giúp mình luôn nha anh em bà con à. Cảm ơn anh em bà con cô bác rất là nhiều. Đây thì để coi anh chàng tôi lo được này, Elsu, một vị tướng xạ thủ được cưng chiều và được yêu thích nhất trong liên quân luôn bà con ạ. Thế hệ trẻ trâu, thế hệ người lớn gì cũng chơi được tắt bà con ơi. Ok, để coi mấy giây thời gian nha. Đây, chuẩn bị bem. Con Kasa này tuổi gì với tôi? Đây, bem bắn đó. Tuổi gì? Trời ơi, viên đạn nè. Trời ơi, chiêu 2 sát thương cực cao luôn bà con ơi, 2k8. Quá cao, nửa cái máu 7 giây. Đây, để coi hoàn thành ở áo quân sau mấy giây thời gian đây. Sắp xong rồi. Tuổi gì? Mày tuổi gì? Trời ơi, 18 giây nha bà con ơi, quá là xuất sắc. Với lượng thời gian như vậy thì quá trời xuất sắc dành cho Elsu của chúng ta khi đứng được ở cái vị trí top 2 áo quân của ngày hôm nay nha bà con ơi. Elsu như này là quá trời tuyệt vời rồi đúng không? Trời ơi, top 2 nha, 18 giây thời gian. Quá tuyệt vời dành cho anh Elsu. Chỉ còn lại một người duy nhất ở top 1 thôi nha bà con ơi. Để xem đó là ai đây. Trời ạ, tôi sẽ xong xuôi luôn rồi con à. Ok, tiếp theo ở top 1 quán quân của chúng ta ngày hôm nay đó chính là John. Không ai khác chính là sát thương khủng bố nhất trong liên quân, xạ thủ khủng bố nhất về mặt sát thương, phải nói là xiên tâm liên luôn đó bà con à. Ok, thì để coi anh chàng này ngày hôm nay vì sao mà có thể đứng được ở cái vị trí top 1 quán quân của chúng ta ngày hôm nay nha. Anh chàng xiên tâm liên trong liên quân mobile ha. Đây, thì để coi anh chàng này vì sao mà có thể đứng được ở cái vị trí quán quân top 1 đây. Eo ơi, John đứng được ở vị trí này. Anh em nhớ cho mình một like mạnh, một đăng ký kênh, bấm biểu tượng chuông và chia sẻ video này luôn cho các bạn khác cùng coi nhau bà con à. Đây, thì để coi cái thời gian của John khi sấy được hoàn thành sẽ như thế nào và mấy giây thời gian nha. Trời. Mỗi cái vị tướng là hơn được một giây, mỗi cái vị tướng là hơn được một giây nha. John của chúng ta nằm ở vị trí quán quân top 1, 17 giây thời gian nha bà con ơi. Với cái lượng thời gian như vậy thì John quá trời phù hợp và xứng đáng khi đứng được ở cái vị trí quán quân top 1 luôn bà con à. Trời, đúng là vị tướng xạ thủ phải nói là cực kỳ hoành tráng lợi khi đứng được ở cái vị trí này nha bà con. Đấy rồi, John ở top 1, 17 giây thời gian, quá ok dành cho John nha. Đấy, vậy là top 5 vị tướng xạ thủ mà bay được cũng lớn hoàn thành ha. Hẹn gặp lại anh em nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hãy ủng hộ mình bằng cách like, subscribe và chia sẻ giúp mình nha.